Người nhà con có một con mèo, em con lượm về khi mới sanh. Nhà con không thích nuôi vật gì cả, nhưng vì nhỏ quá nên con giữ lại. Này nó cũng lớn chút nên con mang nó thả được không sư? Ví dụ vì nhân nó ra đường không sinh tồn được, chết con có chịu quả báo gì không? Sư có suy nghĩ như thế này. Đừng có lôi sự cộng nghiệp vào chung với quý vị. Tại vì nếu như mà vì lời của sư nói đó, mà con mèo đó nó phải đi ra ngoài đường á, thì tức là sự cộng nghiệp chung với quý vị. Ha. Mà nếu như vì cái lời sư nói đó, mà quý vị tiếp tục ôm con mèo đó mà với cái tâm thế khó chịu, quý vị cũng sẽ đổ thừa con do ông sư Hạnh Tuệ. Anh đã tự nhiên quý vị lôi sư vào để mà sư cộng nghiệp chung với quý vị hay sao? Nhớ giùm sư, ở trong chú giải pháp cú có một cái câu chuyện về một người 7 lần bị bỏ rơi, tức là từ khi sanh ra đó là ảnh bị cha mẹ bỏ rơi, tới hồi mà nhận được cái người nuôi đó thì người ta cũng bỏ rơi, cái kiểu mà vất vất va vất vưởng như vậy đó. Chẳng những ở trong cái đời này mà trong nhiều kiếp trước ảnh cũng sanh làm cái kiếp sống mà bị bỏ rơi. Sở dĩ như vậy đó, sở dĩ như vậy là bởi vì anh này ở trong cái tiền kiếp, trong tiền kiếp ảnh và vợ đi qua một cái sa mạc, và trên đường đi như vậy đó mệt đói khát, ôm cái đứa con chịu không nổi. Quý vị biết là mình đi đến một cái mức độ nào đó, mình mệt đến một mức độ nào đó, đó thì cái đồ vật ở trên tay của mình tự nhiên nó rất là nặng, ngay cả cái đứa con cũng vậy, nó trở nên rất là nặng. Và cái anh chồng á, ảnh mới khuyên bà vợ thôi bà ơi bỏ đứa này đi rồi đẻ đứa khác. Bà vợ bà không nghe, thì anh chồng ảnh mới nghĩ cách á, là ảnh nói thôi để anh ẵm cho. Rồi khi mà hai vợ chồng vừa lết đi trong sa mạc như vậy, mệt như vậy đó, thì anh chồng ảnh lựa cái lúc bà vợ không để ý đó, ảnh để nhét đứa con ở cái góc nào đó ảnh đi, tức là anh bỏ rơi đứa con. Và bây giờ khi phát hiện á thì gào khóc để đem đòi lấy lại, ôm ôm đứa con trở lại. Thì sư nhớ không lầm đó, đâu đó khoảng 3 lần hay 7 lần, hình như là 7 lần. Và tới lần cuối cùng á thì đứa nhỏ nó chết, cho nên là bà vợ bà không có đem đi nữa. Nhưng mà do cái nghiệp mà bỏ con á, do cái nghiệp mà bỏ con như vậy, bỏ rơi đó, thì cái anh này đó, anh tái sanh ở đời nào đi nữa thì anh cũng sanh cái kiếp bị bỏ rơi. Giống như quý vị coi ở trong phim Tây Du Ký đó, Trần Quyền Trang mà phải bị thả cái nôi để mà trôi sông cái kiểu đó, thì anh sanh làm kiếp nào anh cũng bị thả trôi sông. Một, thả trôi sông. Hai là thả cái bãi tha ma. Ba là anh thả, nói chung là bị bỏ rơi hết. Trong các cái đời kiếp sống kế tiếp, ảnh đều sống cái kiếp bị bỏ rơi. Thành ra khi mà quý vị quyết định bỏ rơi một cái đứa nào đó, một cái con vật nuôi nào đó, thì phải xét đến cái khả năng này. Phải xét đến khả năng này nha. Mình nên phân biệt giữa bỏ rơi và phóng sanh. Ví dụ như là những cái con chim, con cá mà khi mình phóng sanh á, là nó có khả năng tự kiếm ăn nha, nó có khả năng tự kiếm ăn thì mình không có lo.
hoặc là con mèo quý vị đó, nó có khả năng tự kiếm ăn và nó đến một cái độ tuổi trưởng thành nào đó nó tự nó kiếm sống. Mà người ta nói là chó bỏ nhà mà mèo bỏ chủ, thì đến cái thời điểm nào đó mà nó bỏ đi á thì coi như mình không có lo. Còn nếu không á, mình bỏ đi, bỏ nó đi thì coi chừng nha, coi chừng.